Đấy rồi, chào em, chào bác. Tiếp tục thì hôm nay có mấy anh em yêu cầu em quay lại cái cặp loa Bose 10.2 Series 2 tại shop em. Hiện tại cặp này em đang bán chính thức cho anh em với mức giá là 20 triệu. Trong cái đợt khuyến mãi lần này cho cái kênh đã đạt 50 sub thì em nó đã giảm được 1,5 triệu lần anh em, còn 18.500. Và cặp loa là zin toàn tập anh em nha, zin toàn tập. Từ thùng loa là em chưa tân trang tốt tích nha em nha. Căng lưới loa, gân loa, zin hết, logo tem mát đầy đủ, loa rất đẹp anh em nha. Loa hàng bãi anh em nha. Cực đẹp cho anh em nha. Đó, anh em thấy đi. Hay sẵn dọn dẹp nó lại cái dọn dẹp cái chỗ cho nó ngon lành lại cái móc này ra quay luôn cho anh em. Đó, phía sau nè. Căng đét anh em nha. Sorry nè. 88260 nè. 88260 này em nha, một cặp ha. 10.2 Series 2 thì 10.2 Series 2 là bên trong nó sẽ có hai cái bát ha, hai cái bát cho anh em nha, chứ không phải là một cái nha. Một cái bát ở trên đây và một cái bát trên đây nè. Đó, để em giờ em khui ra cái mặt cho anh em nè. Lo là đẹp nhức nhói luôn nè, zin nha. Đây, gân zin anh em nha, gân zin theo loa ha. Đó, để cho anh em thấy đây một dép bên đây nè nha. Đẹp dở hết luôn nó hơi khó đây đó, hai trep ha, hai trep hai bát anh em nha. Đó, lo này anh em chơi gia đình thì anh em chỉ cần chơi một ôm đi đàn ông đơn giản 1,5 triệu là ok rồi. Anh em nào khỏe khỏe thì lên có 2,000 đánh cho nó đầy đặn hơn nữa anh em. Đó ha, hơi dừa ha, lầu này đó ok chưa. Đó, rin 100%, căng lưới rin, lo rin hết, gân rin hết anh em nha. Đó, anh em nào muốn nghe hay mà bài đẹp mà giá nó hợp lý, vừa chơi nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình, giá rất là hợp lý cho anh em trong cái đợt này. Còn qua cái đợt này thì em bán vẫn quay về cái giá cũ là 20 triệu ha. Đó, anh em để anh em chiêm ngưỡng hai cái như một anh em nha. Đấy, rất là đẹp. Đó, anh em nào có nhu cầu cứ alo cho anh em để anh em khỏi phân dân, khỏi phải chờ đợi anh em nha. Lo rất đẹp ha. Đó, còn quay qua đây chút xíu em chụp tấm hình em nút cho anh em thấy. Lo cực đẹp. Đó, giá rất là tốt rồi anh em. Đối với Lobo thì em luôn luôn tặng cho anh em 5m dây loa để anh em kết nối anh em chơi ha. Dây loa mà em hay test đấy. Đó, vậy cũng giống vậy đó anh em làm đó. Rồi anh em nào yêu thì alo cho em. Giá bên em là bao ship nước chuyển khoản đủ rồi nè. Ship cọ anh em cộng với em 20% giá trị sản phẩm ha. Em không bao ship thì ship cọ thôi. Chào anh em, chào các bác nha. Em có yêu gọi nghe cho em. Và anh em các bác nhớ đăng ký kênh cho em một like nha. Dạ, cảm ơn rất nhiều.